Chào anh em nhé, mình có một lô ấn bét xa non. Đấy, cho anh em chọn nha. Con này là con mái. Đấy, mái đẹp tuyệt vời, chân lem cả lem. Đây, được lâm lạnh nhé. Đây là con mái nữa. Đây một cặp này là cặp ấn non nhé, ấn nhỏ ấy. Cái này một trống một mái nhá. Bên này là cặp bét xa này. Bét xa hàng hot này, con này rất to. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ đến Facebook Nguyễn Chí Trung nha. Số điện thoại 0965 363 866 anh em nha. Đây là mình về mình bán gần hết rồi. Đây là con bét này, bét thằng khủng luôn. Cân cho anh em xem nhé. Tại là một tí dẻo thôi nhỉ. Con này chắc gần 200. Đấy, 182 rồi. Con này thì khẳng định với anh em là về 220 trở lên. Chân to khổng lồ. Đấy. Đây, cặp này là cả hai con mái cả nhá. Con này cũng con mái nữa này. Anh em nào có nhu cầu liên hệ nhé. Đây là chim non nhá, còn chim săn rồi thì mình cũng có nha anh em nhá. Săn rồi hiện tại mình còn ấn săn nhá, ấn săn một cắt săn. Anh em thích em nào thì có em đấy. Hai này mình làm ở nhà nhé. Săn rất là tốt nha. Con này là vừa lông đang xong chuẩn bị cặp lại nha. Nếu còn cắt săn rồi thì mình còn một con nữa. Một con cắt con cắt dòng Kali nhé. Kali đút. Hiện tại chim cũng đang săn. Nhưng mà cái Facebook của mình đang bị Facebook đang bị hạn chế đăng bài. Và đây cho anh em xem con cắt này. Anh em thích con nào thì cứ liên hệ nhá. Số điện thoại mình để trên màn hình. Đây cả chó này. Đây con này con Ali. Nên săn bình thường anh em ạ. Nhé. Ok anh em. Đây này. Con con trống đây. Mái đây, mái thì mái to rồi. Cặp to này được một con mái. Ok. Con trống thì cái con kia này
đây nhá.